Dù xuất thân là idol trong nhóm nhạc nam C-pop, nhưng đàn kiện thứ lại đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong vai trò diễn viên với những vai diễn ấn tượng. Hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu những thông tin thú vị về đàn kiện thứ nhé. Bắt đầu thôi nào! Đàn kiện thứ sinh ngày 5 tháng 10 năm 1990 tại Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc. Đàn kiện thứ có gia thế tương đối tốt, cha của anh làm việc trong lĩnh vực ngoại giao, còn mẹ là chủ của chuỗi cửa hàng bánh kem. Do tính chất công việc của cha, đàn kiện thứ còn được biết đến với danh xưng là Thái tử gia Bắc Hải và từng có khoảng thời gian học tiểu học tại Nhật Bản. Ban đầu anh được đặt tên là Đàn Hề Nhĩ, nhưng vào lúc 5 tuổi vì quá yêu thích nhân vật Kenshiro kiện thứ lang trong bộ manga Bắc Đầu Thần Quyền, nên được cha mẹ cho phép đổi tên thành Đàn Kiện Thứ. Quán quân nhảy Latin, idol toàn năng. Từ khi còn rất nhỏ, Đàn Kiện Thứ đã thể hiện tình yêu mãnh liệt với ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Anh thường xuyên mặc quần áo giống thần tượng, nhìn vào gương để học theo các bước nhảy của huyền thoại. Năm 2003, Đàn Kiện Thứ thi đậu vào trường trung học trực thuộc Học viện Vũ đạo Bắc Kinh và bắt đầu theo đuổi con đường nhảy Latin chuyên nghiệp. Trong thời gian theo học, bằng tài năng và sự chăm chỉ, Đàn Kiện Thứ nhiều lần đạt thành tích cao trong các cuộc thi khiêu vũ thể thao. Năm 2006, anh xuất sắc vô địch cuộc thi khiêu vũ thể thao toàn quốc bộ môn nhảy Latin chuyên nghiệp dành cho nhóm tuổi 16. Nhờ thành tích học tập và thi đấu xuất sắc, anh được tuyển thẳng vào trường Đại học Thể dục Bắc Kinh chuyên ngành vũ đạo. Từ năm 16 tuổi, Đàn Kiện Thứ trở thành thực tập sinh giải trí, trải qua 4 năm bồi dưỡng, rèn luyện, sau cùng anh ra mắt giới giải trí với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc nam MIC vào năm 2010. Không chỉ có tài năng vũ đạo đáng ngưỡng mộ, anh chàng còn sở hữu giọng hát ngọt ngào không kén thể loại và khả năng bắn giáp thần sầu với chất giọng nam trầm bắt tai. Trong thời gian hoạt động cùng MIC, Đàn Kiện Thứ và các thành viên cùng tham gia một số chương trình giải trí, tạo được thiện cảm và ấn tượng tốt với công chúng và người trong giới. Đồng thời, cả nhóm cũng mang về cho mình không ít thành tích đáng chú ý. Ngoài ra, với khiếu hài hước và sự duyên dáng khi tham gia các chương trình tống nghệ, Đàn Kiện Thứ cũng được mời làm thành viên khách mời thường trú của show Xin Chào Thứ Bảy cùng MC Hà Cảnh, Vương Hạc Đệ, Tần Tiêu Hiền, Dương Địch, Đinh Trình Hâm từ năm 2022. Bén duyên với nghiệp diễn. Năm 2007, khi vẫn đang là một thực tập sinh vô danh, Đàn Kiện Thứ đã vượt qua vòng casting và nhận được vai diễn đầu tay trong phim điện ảnh Bỉ Ngạn của đạo diễn Trương Nhất Bạch. Trong phim, anh đóng vai Tiểu Xuyên, một thiếu niên có cuộc đời bi thảm, bế tắc khi mất người thân. Qua bộ phim này, anh được hợp tác cùng nhiều diễn viên thực lực, có danh tiếng như Mạc Văn Úy, Tưởng Văn Lệ, Tăng Chí Vĩ, Trần Dịch Tấn. Sau đó, Đàn Kiện Thứ cũng có những cơ hội góp mặt trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình khác nhưng chưa gây được nhiều tiếng tăm. Năm 2017, anh tham gia bộ phim thuộc chủ đề lịch sử Liên minh quân sư, thủ diễn nhân vật Tư Mã Chiêu, người con trai thứ hai của nhân vật chính Tư Mã Ý. Vai diễn này đã giúp Đàn Kiện Thứ có được nhiều sự chú ý về khả năng diễn xuất của mình. Năm 2018, Đàn Kiện Thứ thủ vai Tào Phi, người con thứ hai của Tào Tháo và là vị hoàng đế đầu tiên của Vương Triều Ngụy trong bộ phim Tam Quốc Cơ Mật. Cùng năm đó, anh tham gia chương trình Tôi Là Diễn Viên và có được sự công nhận của khán giả, đồng thời cũng đạt được điểm A trong show này. Đây cũng là bước ngoặt giúp Đàn Kiện Thứ thêm kiên định hơn với sự nghiệp diễn xuất và dành thời gian tập trung cho việc diễn, gác lại đam mê vũ đạo, ca hát. Năm 2020, anh tham gia diễn xuất trong bộ phim Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng và nhận được rất nhiều lời khen cho màn hóa thân thành vai diễn đào kép Trần Nhẫn Hương. Năm 2022, Đàn Kiện Thứ gây được tiếng vang với vai diễn Thẩm Dực, một họa sĩ vẽ chân dung thiên tài, chuyên vẽ tranh phát họa tội phạm giúp cảnh sát phá án trong bộ phim Lạp Đồ Tội Giám. Bộ phim này đã đưa nam diễn viên đa tài bước sang trang mới trong sự nghiệp diễn xuất, đồng thời giúp anh đến gần với khán giả và được yêu mến nhiều hơn. Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng với vai diễn Thẩm Dực, Đàn Kiện Thứ cũng từng được dự đoán sẽ gây sốt trong làng giải trí với vai diễn cố quân trong bộ phim Phong Hỏa Lưu Kim chuyển thể từ bộ truyện Đam Mỹ nổi tiếng Sát Phá Lang. Đáng tiếc do lệnh cấm phim Đam Mỹ của Trung Quốc nên bộ phim này không thể lên sóng. Tương Liễu Độc Nhất Vô Nhị trong lòng khán giả. Mùa hè năm 2023, bộ phim Trường Tương Tư lên sóng. Với vai nam phụ cửu mệnh Tương Liễu, Đàn Kiện Thứ đã chứng minh được thực lực diễn xuất khi diễn tả được trọn vẹn, sâu sắc những cung bậc cảm xúc phức tạp của nhân vật này. Nhân vật Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ đảm nhận được nhiều fan nguyên tác nhận xét giống như từ sách bước ra. Họ cảm ơn anh vì đã diễn tốt vai diễn này, mang Tương Liễu ra đời thật một cách chân thật. Trước đó,
Khi vừa có tin đàn kiện thứ vào vai Tương Liễu, nhiều người đã cho rằng anh không phù hợp vì chiều cao chỉ có 1m74, thấp hơn so với thiết lập của nhân vật trong tiểu thuyết gốc. Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, không ít khán giả nói rằng vì đàn kiện thứ diễn quá tốt một Tương Liễu nội tâm đầy phức tạp, bên ngoài lạnh lùng, bên trong thâm tình, nên họ tự động cộng thêm cho anh 10cm chiều cao. Quả thực, diễn xuất chính là bộ lọc tốt nhất của diễn viên. Sau khi gây sốt khắp nơi với vai diễn Tương Liễu trong Trường Tương Tư, khán giả bắt đầu lùng sục lại các tác phẩm có sự tham gia của anh. Nhiều người thắc mắc một anh chàng vừa điển trai vừa diễn xuất tốt lại đa tài như đàn kiện thứ, rốt cuộc trong mấy năm qua đã lặng lẽ ở đâu mà đến tận bây giờ mới bật lên như thế. Đồng thời khán giả cũng rất nóng lòng để thưởng thức các tác phẩm phim ảnh mới, dự kiến ra mắt trong năm 2023 của đàn kiện thứ, như Rất nhớ anh đóng cặp với Châu Dã, Tình yêu có khói lửa hợp tác cùng Vương Sở Nhiên và phần 2 của phim Lạp đồ tội giám. Điển trai, tài năng và luôn tỏa ra năng lượng tươi vui, lượng fan ủng hộ đàn kiện thứ đang không ngừng tăng lên. Trong tương lai, hy vọng khán giả có thể xem thêm nhiều tác phẩm phim ảnh và âm nhạc đặc sắc hơn từ anh. Còn bạn thì sao? Điều gì khiến bạn yêu thích đàn kiện thứ? Và vai diễn nào của đàn kiện thứ khiến bạn ấn tượng nhất? Chia sẻ với chúng mình dưới phần bình luận nhé! Và nếu thấy video này thú vị thì hãy like video và nhấn nút đăng ký kênh của chúng mình nha! Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo! See you!